Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Rồi chạy chỗ tỷ đô, xin chào tất cả anh em. Mình là Phi Đàm đây. Thì hôm nay là mình giao 7 bé, tổng cộng là 7 bé cô ghi cho em trai nuôi nhân giống ở dưới Bình Phước nhá. Đấy, ở ngay ngã ba Sa Chạch, Bình Phước, Bình Long, thị xã Bình Long. Đấy, làm sẵn chuồng trả hết rồi nè. Chuồng làm bằng lưới, ở dưới á thì cũng làm bằng lưới luôn. Làm như vậy thì cũng được, sạch sẽ. Cái chuồng này hồi xưa là chuồng heo chứ. Cái chuồng này hồi xưa là chuồng heo, đây mới còn máng ăn này. Cải tạo lại cái chuồng heo thôi. Làm có đầy đủ hầm rồi, tiêu ra rồi, có đầy đủ luôn nhé. Tầm trước hết, đóng cái được cho đây hết, nó được vô cái hầm hết, nút qua, nó là 10 triệu cái hầm nó đổ không. Hầm không hủy luôn. Hôm nay mình ra 6 bé thì lúc mà trong quá trình vận chuyển, lúc mà chuyển xe để đi vào trong này á, đi lên xe tải thì cái xe tải nó bị ướt, cái xe tải nó bị lủng các bạn á, mình ướt thì bây giờ mang vào sấy lại. Sấy cho nó khô, cho nó đỡ bị ốm. Đấy, sấy xong mình trộn nước. Hiện tại là 7 bé thì có đủ màu nhé, màu tri và màu vàng trắng này. Thứ hai là có đủ tháng luôn, có những con 3 tháng, có những con 4-5 tháng rồi nhé. Thì em trai thì cũng đặt hàng lâu rồi, đặt chắc phải tháng 2 tháng đấy. Nhưng mà do mình chưa có đủ hàng nên mình không có giao cho em được. Thì hôm nay gom được đủ cái là mình giao liền. Đấy, mình giao rồi, mình xuống đây hướng dẫn anh em làm, hướng dẫn anh em nuôi cho nó đúng một vài ngày. Đấy, sau đấy thì anh em sẽ gửi clip cho mình để mình hướng dẫn thêm. Đó. Đây. Mình quay lại một lần nữa nhé. Rất là thương chó luôn, cả nhà rất là yêu luôn. Mình nghĩ là cái mái như vậy là nó không nóng đâu, bởi vì ở đây là gần rừng cao su, nó mát. Xung quanh là nhiều cây. Để em tâm sự là sẽ mở rộng thêm khi mà có thành quả. Đấy. Đây là ông bà và thằng em trai đang ngồi đấy với mẹ đấy. Thì anh em nào mà quan tâm đến ngành thú cưng thì cứ liên hệ mình chia sẻ thêm. Còn anh em nào muốn nhân giống thì cứ liên hệ mình nhé, mình tư vấn cho anh em nào dòng nào nó phù hợp, và đặc biệt là phù hợp với thời tiết ở khu vực mình. Thứ hai là phù hợp với lại điều kiện, người ta nuôi nhiều người như là diện tích nhỏ quá này, ở trong khu dân cư nên nuôi dòng gì này đấy, thì trong quá trình chăm sóc thì thời gian của mình nó có phù hợp hay không đấy, thì mình sẽ tư vấn và là trao đổi chi tiết với anh em nhé. Rồi mình vẫn đang bán các chó con tất cả các dòng nhé, tiêm chủng vaccine đầy đủ và sổ run đầy đủ nhé. Đó, và mình cũng đang tuyển học viên để đào tạo về ngành thú cưng đấy, và mình cũng đang liên kết tình đối tác để liên kết khắp cả nước nhé. Đó, thì anh em nào quan tâm thì liên hệ mình hoặc là đến trại mình tham quan và trao đổi trực tiếp luôn nè. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của mình nhá. Rồi, chạy chó tỷ đô, mình là Phi Đàm đây, xin chào tất cả anh em đã coi hết cái clip của mình.